Khán giả, hôm nay là coi như là được là vào thành phố dự cái chương trình là bạn hoàng hò thì từ cuộc sống giờ thấy cháu trai đây hiền, nhưng con cái chú là không thống nhất, một là nam tính, cháu nóng giận thì đổ bể hư một cái đường hết. Đúng rồi, Ví dụ làm nông thì cháu cuốc đất lật cỏ cho chặt cây chặt tấu thì được, đúng rồi. nhưng mà cái nghề mà nghề là họa sĩ thì không nên nóng giận, nóng là mất ngon mà giận thì mất khôn đó. Thì theo chú là yêu cầu cái đấy thì bỏ, cái đầu óc thì nói chung là nay hớt mai hớt thì cũng không sao, nhưng mà riêng cá nhân chú hớt cho gọn gàng là chắc dễ coi. Nếu mà bác đã nói vậy thì cái chuyện nóng tính thì con sẽ cố gắng sửa đổi, nếu mà được thì con sẽ đối xử tốt với em đó, không có làm phụ lòng bác. Chú chịu chưa? Bây giờ quan trọng là do hai đứa, Giờ chú chịu trước anh đã. chú thì chịu đâu, ai Rồi. chịu đâu. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Em tên là Võ Thị Thơm, năm nay em 25 tuổi, đến từ Đắk Lắk và hiện tại đang làm nhân viên điều hành cho một công ty may mặc ạ. Em tên là Mai Quang Tâm, quê em thì ở Kiên Giang, sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay em 30 tuổi, em làm về ngành điện quảng cáo, chuyên về bảng hiệu. Cụ thể là gì, vẽ quảng cáo hay là thiết kế mẫu quảng cáo? Em là thiết kế. Bạn làm thành phố Hồ Chí Minh bao lâu rồi? Em lên đây được 13 năm rồi. 13 năm? Ở với ai? Dạ, với chị gái. Hai chị em là ở nhà riêng hả? Dạ. À, như vậy là cũng ổn định rồi ha. Dạ đúng rồi. Mình có mấy mối tình rồi? Dạ, một mối tình gần 2 năm ạ. Mình chia tay lâu chưa? Dạ hơn một năm rồi. Bởi vì tính cách tụi em rất là khác nhau. Em nghĩ là những lúc mà mình nóng tính thì mình không có nói được lời hay ý đẹp, nên em muốn là bình tĩnh rồi thì mới nói chuyện. Nhưng mà những lúc như vậy thì bạn em thì nghĩ là chắc do em không thích nói chuyện với bạn em, khinh bạn em á, thì bạn em lại khó chịu nên hay cãi nhau á chị. Muốn tìm cái người bạn trai mình sẽ là người như thế nào? Phải biết hiếu thảo, biết lắng nghe và tôn trọng người đối diện, phải có ý chí tự lập. Bao nhiêu lâu nữa thì mình tiến tới hôn nhân được? Dạ em thì không có suy nghĩ là thời gian nó quan trọng, bởi vì nếu mà gặp hợp đúng người thì kết hôn lúc nào cũng được ạ. Rồi, đúng rồi, cứ gặp nhau yêu nhau là tất nhiên cưới nhau, có khi ngày mai ngày mốt bữa sau cưới cũng sao, quan trọng là yêu hay không. Bạn nam có mấy mối tình rồi? Em thì đã trải qua một mối tình nhưng mà cách đây cũng 5 năm rồi anh ơi. Trời, 5 năm rồi. Vậy 5 năm nay tại sao ế? Trong công việc cũng trục trặc một lần, nên mọi thứ phải làm lại hết tất cả. À, con trai có sự nghiệp trước rồi lấy vợ sau đúng không? Dạ đúng rồi em. Đẹp trai thế này nhiều anh để ý lắm hả? Ừ, nhiều em chú Quỳnh, nhiều em. Bạn trai có sở trường gì bạn? Khéo tay chị. Khéo tay là làm gì? Mày đây đó hả? Dạ đúng rồi. À, vẽ rồi này kia hả? Ha. Vẽ rồi làm. Đồ họa mà. Dạ. Mình bạn có tật xấu gì không? Em thì chỉ có nóng tính thôi chị ơi. Chứ không có. Người hiền gì mà nóng tính hả? Trong công việc á, khách hàng hoặc là cái gì đó làm em bực mình, em hay quạo luôn. Trời ơi, quạo khách hàng sao được. Nhưng mà lúc đó chỉ có một mình em thôi chứ không có khách. À đúng rồi. Trời. À, rồi bây giờ em có quạo với bạn gái của mình không? Em thì quạo xíu thôi nhưng rồi lúc sau đó là bình thường không sao hết. Theo anh đánh giá nha, bên đây có quạo cỡ nào đi nữa cũng hiền à. Đây hả? Đứa này không hả? Thể quạo mạnh được đâu. Gương mặt rất là phúc hậu. Tại sao để tóc lạ vậy? Em làm biến cắt tóc lớn 2 tháng em mới cắt một lần. Trời đất ơi, tóc tai phải gọn gàng. Trai đâu để đầu như con gái vậy? Em thích mẫu người đàn ông như thế nào? Cao chứ 1m65. Thôi bên đây dư xăng. Tuổi thì lớn hơn em nhưng mà không quá 35 tuổi thì trời, anh đây chỉ còn hơn là hợp rồi. Còn ngoại hình thì miễn sao là con nít nó nhìn nó thấy nó không khóc là được ạ. Nhưng mà lúc nãy em có nghe ảnh nói là ảnh nóng tính, nếu mà có nóng thì cũng phải đợi lúc khác rồi mình bình tĩnh rồi hãy giải quyết, chứ còn nếu mà nóng tính và giải quyết ngay lúc đó thì cũng y chang bạn trai cũ của em. Dạ cũng khổ ha. Anh này nóng khôn, nó nóng vô phòng anh nóng có một mình à, đừng có lo, đảm bảo luôn á. Bản thân mình thì em có tật xấu gì không? Hay khó chịu cầu nhau á chị. Ví dụ em đi làm về mệt mà nhìn thấy nhà cửa dơ, không ai dọn thì em hay quậu. Cái này là mệt lắm nè. Người ta đi làm gì mệt mình cam ram, cao nhau vô nữa là nhiều khi mệt quá bực mình á, hay làm bậy ẩu lắm á. Có không? Có làm bậy ẩu không bạn trai? Dạ không chị ơi, ai làm em nóng rồi chứ còn bình thường em không nóng. Người ta làm mới nóng chứ lẽ tự nhiên không nóng, người ta nói khùng. Người kia hay cào nhau lắm á. Không sao anh. Không sao đúng không? Tiêu chí của em lấy vợ như thế nào? Tóc đen, dài. Tóc nhuộm được không? Nhuộm màu gì cũng được nhưng mà đừng có màu xanh với màu đỏ thôi. Ủa sao vậy? Màu xanh màu đỏ đẹp mà. Không, nhìn kỳ đó. Đồ họa mà tất cả các màu phối với nhau nó mới đẹp chứ. Tóc màu xanh, màu đỏ em dị ứng. Bên nó có nhuộm tóc gì không? Có. Dạ có. Màu gì? Vàng rực. Màu vàng được. Màu vàng không sao chứ. Không sao, em không thích gì nữa nói luôn. Không thích phụ nữ nhiều chuyện, sống gian dối. Có nhiều chuyện không? Dạ không ạ. Sống gian dối là sao bạn?
Giống như mình làm cái gì đó nhưng mà mình về nhà mình nói dối người này người kia rồi không có đúng sự thật hả chị? Anh ơi, vậy là lúc nào anh cũng nói 100% sự thật hả anh? Có những chuyện tế nhị sẽ nói tránh đi, nhưng mà dụ như trong quá trình mà qua cái chuyện đó rồi mình sẽ nói lại cho gia đình mình, nó là những sự thật nó là như vậy, không sao hết. Tức là nói dối mà không hại ai, nói dối để người ta vui thì cũng nên, nhưng mà cũng đừng nhiều quá nó lầm. Dạ. Vậy em có ưu điểm gì? Không uống thuốc, không uống rượu, siêng năng. Còn thể thao thì em thích bơi lội, chụp bát tin. Bạn nó biết bơi không? Dạ biết ạ. Thì mai mốt nếu mà hẹn hò thì anh sẽ dắt em đi. Dạ. Quá dữ, quá dữ. Để qua xem đàn gái thế nào nha. Mà đây cao lắm, thử có hợp lý không? Mà dưới 1m4 thôi. Trời ơi, cao dữ ta. Dễ thương. Dạ, dạ anh à. Trời ơi, dễ thương hơn người đứng trước mặt anh luôn. Đáng tươi luôn vậy đó. Anh bên đây hiền lắm, nói thôi. Dân miền Tây hiền dễ thương. Em, dạ, nếu mà được thì mình lấy liền không? Dạ, nếu được là hốt liền luôn anh. Hốt liền hốt luôn á? Dạ. Chịu làm dâu không? Tiêu chuẩn của em là một người phải hiếu thảo. Và em sẵn sàng làm dâu. Dạ. Vậy được đó, ổn đó. Trời ơi, cô này cũng dễ thương. Dạ, tôi cái đồng điếu nó sâu rồi nè. Đây cũng có đồng, đây cũng có đồng nó sâu. Bạn có không thích điều gì ở bạn trai không? Mê bài bạc, rượu chè, game, chơi game. Rồi xong, đây không có gì hết. Chào bạn, bạn có mê cờ bạc, rượu chè, chơi game không? Đánh bài em toàn đánh thua, em không chơi. Chứ thắng phải đánh rồi đó. Trời ơi, mày mà cao to bự vậy, cao mét mấy? 1m75 chị. Nhưng mà giờ là kết hôn rồi là mình ở với chị luôn hay là mình... Dạ không, em ở nhà riêng, tức là nhà của chị không ở nữa, chị cho em ở. À. Dạ. Được rồi. Được á, cặp này ổn, ổn, ổn. Hôm nay em có đi với người thân không? Dạ có, em đi với chị gái và em gái. Chị mà cho nhà hả? Chưa cho, đừng có gài. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh với chị Cát Tường ạ. Chị thấy hai em nói sao chị? Em gái bên này cũng dễ thương, xinh, hiền. Chị có bấm nút không? Theo em thì bấm. Bấm. Bạn gái bên kia có đi với người thân không? Dạ, em đi với ba và chị gái em ạ. Ồ, có ba nữa, hay quá. Hèn chi. Dạ, bây giờ ba cười mũm mỉm hoài. Chào chú Quyền Linh. Dạ, chào chú. Chào cô Cát Tường. Dạ, chào chú. Chào quý vị khán giả. Hôm nay là coi như là được là vào thành phố dự cái chương trình là Bạn Muốn Hẹn Hò. Thì từ sớm giờ thấy cháu trai đây hiền, nhưng con cái chú là không thống nhất. Một là nam tính, cháu nóng giận thì đổ bể hư một cái đường hết. Đúng rồi. Ví dụ làm nông thì cháu cuốc đất lật cỏ, cháu chặt cây chặt cấu thì được. Đúng rồi. Nhưng mà cái nghề mà nghề là họa sĩ thì không nên nóng giận. Nóng là mất ngon mà giận thì mất hôn. Dạ. Yeah. Đó. Thì theo chú là yêu cầu cái đấy thì bỏ. Cái đầu đốc thì nói chung là nay hớt mai hớt thì cũng không sao. Nhưng mà riêng cá nhân chú cạo luôn. Hớt cho nó gọn gàng là chứ dễ coi. Nếu mà bác đã nói vậy thì cái chuyện nóng tính thì con sẽ cố gắng sửa đổi. Nếu mà được thì con sẽ đối xử tốt với em đó. Không có làm phụ lòng bác. Chú chịu chưa? Bây giờ quan trọng là do hai đứa. Giờ chú chịu trước cái đã. Chú thì chịu đâu, anh rồi, không chịu đâu. Thôi cảm ơn bác. Rồi bây giờ cho hai bạn gặp nhau đi. Gia đình là coi như trên tinh thần là thống nhất rồi đó. Kéo màn lên, đám cưới tôi phụ cho. Lần đầu tiên em có món quà tặng em. Dạ, anh gặp em có thấy em giống người trong mộng của anh không ạ? Chung được 80%. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Còn em thì em nhìn thấy anh sao? Dạ, em chưa có tưởng tượng ra nên em thấy anh hiền. Thì anh hiền khô à, không có dữ. Hiền khô à, chứ ướt nó nóng lắm á. À, theo anh nghĩ thì quan niệm tình yêu của anh là như thế nào ạ? Nếu mà hai người đến với nhau thì phải thật lòng, không có giả dối và chung thủy mà biết hy sinh. Em cũng nghĩ như vậy. Bất cứ tình yêu nào đều cũng phải trải qua thử thách và gian nan mới biết là nó là tình yêu thực sự hay không. Lại bà nói cái vụ tóc tai đó, ý em sao? Đôi khi tóc tai hay ngoại hình nó không nói đến được con người của mình. Tóc thì em gái mình làm tóc, cho nên mình muốn cắt lúc nào cũng được, không sao hết. Dạ. Thấy ta đẹp cái xui lòng. Nếu mà quen nhau thì bao lâu mới kết hôn được? À, dạ thì cảm thấy đúng người, đúng thời điểm là em kết hôn chứ không có quan trọng là dài lâu anh. Thì em thích con trai hay con gái? Dạ con nào cũng là con ạ. Mà thích mấy đứa? Dạ hai. Còn anh thích con trai hay con gái ạ? Nếu mà thích thì thích con trai nhiều hơn, nhưng mà con gái cũng không sao, vẫn thích hết.
Bây giờ quan điểm rõ ràng nè, bực mình với cái ông đàn ông lắm. Phụ nữ người ta để mang nặng đẻ đau, con nào mình cũng con của mình á, muốn thương đúng không? Bắt ta đẻ con trai, đẻ con gái cái thấy cũng vui vui mặt buồn buồn, đẻ con gái nó cái mặt buồn so, đẻ con gái nó cái bỏ nhà đi nhậu, đẻ con gái nữa cái quê đi luôn. Ghét mấy đàn ông lắm. Không có anh. Thích con trai gì? Con gái cũng được hết nè. Giờ đẻ con gái hoài được không? Dạ được anh. Chắc không? Chắc. Ủng hộ. Thôi bây giờ ai quản lý về kinh tế nè. Đó, mình tính tới hôn nhân mình phải tính mấy cái đó luôn. Kết hôn xong thì tiền ai giữ anh? Anh làm được 10 triệu á thì anh chỉ đưa cho em 7 triệu thôi. Còn 3 triệu anh sẽ giữ lại. Để làm gì? Em làm vốn rồi tháng sau mới có đưa tiếp chị. Đúng bây giờ rồi. Đưa hết, đưa người hết. Ta hỏi thôi chứ có nói gì đâu, hỏi làm gì thôi, rủi 3 triệu đó đi cua bạn gái. Vợ hết. Là giờ 3 triệu đó nuôi bộ nhí sao? Trời ơi, làm những cái chuyện đó, 3 triệu nó còn ngoại giao, còn đủ thứ bạn bè này kia. Được không em, vậy được không? Thống nhất vậy được không? Được. Dạ được ạ. À. Được. Chứ chị là được. Chị trả giá 82 rồi đó. Thôi tiếp tục cái gì nữa? Thật ra là em đang bị cảm, chắc là hát không hay nhưng mà em vẫn muốn gửi tặng bạn bạn nam và tất cả mọi người bài hát Đồng Xanh ạ. À. Đồng xanh gió ru em và mây nắng bước chân anh về. Từ khi có anh bên em, đời em như vần thơ. Đồng xanh hát gì sao, nắng thăm tô má em ưng hồng. Bên anh nồng nàn yêu thương ngỡ ngàng như là từ bao lâu. Tình em rất mong manh, nhờ gió nói với anh. Trao nhau một tình yêu đắm say. Em sẽ hết rồi. Hay không bạn? Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Hai bạn dễ thương đấy. Suy nghĩ thật kỹ và quyết định. Chú mới nhớ cưới mời con nha chú. 3 2 bấm hay là không bấm độc quyền các bạn. Hai bên đã gặp nhau rồi đó. Tôi mới đếm 2 thôi mà. 3 Đây là đấy. Sao mới đếm 2 bấm lẹ vậy cưng? Em sợ coi hư. Em sợ coi. Dễ thương quá, nắm tay để cảm nhận ngày lần đầu tiên gặp mặt nào. Bạn nam cảm nhận như thế nào? Rất mềm mại. Nói ba ơi, cho con lấy chồng đi. Rồi, chúc hai bạn thật hạnh phúc. Đây là chiếc vé xem phim, các bạn sẽ có thời gian thật là lãng mạn bên nhau. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Em cảm ơn. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp hình cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc là tại Đà Nẵng, tại các hệ thống của áo cưới Allen nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Chúng ta có thể dẫn nhau đi xem phim được rồi hai bạn. Hỏi vỏ là vỏ đai gì rồi? Dạ em đai đen. Trời ơi. Lâu lâu đàn trai đàn gái mới đầy đủ như cặp thế này. Cặp này tiên đồng ngọc nữ nè. Có duyên hai mặt, có duyên dễ thương lắm. Giống giống nhau, tao nói ăn đời ở kiếp với nhau đó. Đúng rồi. Chứ không phải như hai mặt mình khác nhau. Chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Hạ Màng. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ có thể giới thiệu về mình. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường và chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Thanh Hương, năm nay 29 tuổi, quê ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Hiện em đang là luật sư. Luật sư hả? Luật sư là căng lắm á. Em là hiện đang làm việc ở đâu? Dạ, em làm việc ở quận 3. Rồi bạn trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Văn Thăng, nghề nghiệp của em là chuyên viên pháp lý, cũng là luật. Cái gì vậy? Cái gì? Hai người nói chuyện luật với nhau cũng căng à? Dạ vâng, đúng rồi. Em cũng rất là thích có một bạn nữ là cùng học luật ra. À. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ em 30 tuổi chị. 30 tuổi. 29 gặp 30 đó. Bây giờ mình giới thiệu một chút xíu về năng lực của mình đi. Điểm mạnh và điểm yếu của mình. Dạ, cái này khó chị. Đâu gì đâu khó. Điểm mạnh không có, điểm yếu thì nhiều. À, thì điểm yếu đi cũng được. Điểm yếu nhiều lắm. Hay quên. Hay quên thì cãi gì người ta luật sư mà hay quên là sao? Dạ nhưng mà cãi với người ta là chuyện mà cái chuyện hay quên, mấy chuyện nhỏ em hay quên lắm. Dịu dàng thì ít mà nói chung là em hơi nam tính một chút. Em sợ là về nhà là gặp bạn bên đó pháp lý rồi cục bụng luật sư hay không cãi nhau khó chữa lắm. Dạ, cũng căng rồi ha. Bạn trai thì sao bạn? Bên đây là vậy đó.
cùng nghề với em là em là rất là thích rồi đấy. Nhưng nhóm cãi là người ta không có thích. Thì lúc đấy về cô ấy thế nào? Bạn gái là học luật ở đâu bạn? À, mình học ở thành phố bạn. Bạn khóa K bao nhiêu bạn? À, mình khóa 30. Mình K 33. Rồi đàn em rồi cưng. Đàn em rồi cưng. Gì mà rồi xong như vậy, người ta mới nói khóa K 33 đâu có gì đâu mà phải rồi xong. Dạ, 33 là em lớn hơn 30 anh. Sao lớn được? 33 là khóa sau. Không, 33 số lớn hơn số 30. Số lớn hơn nhưng mà khóa sau đàn em rồi, đẳng cấp thua rồi. Thua cãi rồi, thua rồi, chưa đây. Cãi là thấy trận này thua rồi. Ờ, trận này thua rồi đó. Có tìm cho mình một nửa yêu thương nào chưa? Đang đi tìm anh. Học trước đó có tìm được người nào chưa? Trước đấy thì em tìm nhiều lắm anh. Mà duyên nó chưa tới nên là giờ bắt đầu đang đi tìm tiếp này anh. À vậy à? Mình muốn tìm người yêu như thế nào? Dạ thì em thứ nhất là rất yêu gái đẹp và tôn thờ gái đẹp nên là em rất là thích bạn gái là đẹp một chút. Khùng quá. Dạ vâng. Nếu mà được người mẫu hoặc là càng tốt. Trời ơi. Em làm bên đây người ta sắp xỉu rồi kìa. Ý luật sư khóa 30 bển sao? Dạ nhan sắc của em thì bình bình thôi anh, nhưng bên đó yêu cái đẹp em sợ. Mình tự tin lên bạn, trời ơi chứ gì kể. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Em... Không phải, em toàn đơn phương thích người ta thôi à. Thành ra là tính mối tình không được. Chưa có mối tình nào chính thức hết. Dạ không. Chà, lý do tại sao em ế? Em cũng không nghĩ em ế mà chắc tính của em hơi men chút. Nhưng mà 29 tuổi là hơi lớn rồi đó nha. Em biết mà. Bây giờ muốn lấy chồng chưa? Muốn rồi. Gia đình có hối thúc gì không? Gia đình thì cũng hỏi thường năm em mới ra trường 23, 24 gì đó. Vậy mình phải mạnh dạn lên một chút xíu nữa. Dạ đúng rồi, nhưng mà em tán cái bạn kêu là bạn thích chơi với em như con trai hơn. Vậy mình phải nữ tính một chút. Chứ bình thường em chơi với mấy bạn kia em chơi cái gì? Thì đâu có gì đâu, đi chơi đánh nhau. Chơi đánh nhau trời. Chơi đánh nhau là chơi gì? Cái gì? Chào anh. Chào em nói cho anh sợ quá. Thôi thích chơi đánh nhau hả? Dạ phải, tại hồi xưa em học võ. Trời ơi. Thích chơi đá banh. Em không có đá banh, em học võ đá đánh nhau thôi hả? Trời ơi kinh khủng khủng quá. Em nói em men quá hả? Dạ có hơi. Hơi, em thích đàn ông hay đàn bà? Em thích đàn ông. Rõ ràng nha. Dạ em hỏi em võ đai gì thôi. Đai gì? Dạ em đai đen. Trời ơi. Đứng đây hồi chắc đánh phù mỏ quá. Bình kia em tuyên bố cũng hơi sốc hàng quá. Dạ. Muốn hoa hậu càng tốt, thích cái đẹp. Mà ổng có đẹp không vậy? Không. Nó chơi chứ dễ thương lắm. Em không thích đàn ông gì? Không thích người vô duyên hả? Vô duyên. Có không? Em cực kỳ vô duyên luôn. Rồi gì nữa? Ít nhất là cũng khỏe. Ốm yếu quá hả? Ốm yếu em không thích. Có ốm yếu không? Anh nhìn thấy em thì chắc là cũng ốm đi. Quá yếu. Nãy giờ em không thích hai cái có hết. Không, cái vụ yếu đây chị sẽ kiểm chứng cho. Ừ. Rồi bây giờ em yêu cầu người yêu của em phải phục vụ em những cái gì cho mình có thể mình vui. Rủ em đi chơi, nấu cơm cho em ăn, chọc cười em. Câu dễ vậy đó hả? Dễ tính lắm. Trời ơi, nó dễ ẹt hả ông nội ơi? Dễ tính lắm. Được đúng không anh? Được. Dễ tính lắm mà sao ế ta? Hồi đó giờ toàn đi cua người ta không hả? Dạ đó. Chưa ai cua em hết hả? Thì đó, mấy bạn kia dễ tính quá, mấy bạn sợ. Cái mẫu bạn trai em thích là cái người như thế nào? Qua coi nè. Cao hơn em chút. Em cao mét mấy? Em cao mét 55 thôi. Bạn cao khoảng mét 65 trở lên là được. Ok. Cao cao vai rộng, ngồi đằng sau xe ôm xuống chị. Mày ôm cứng ngắc luôn. Cười đẹp. Yêu cầu cao nhất là cười đẹp. Cười sao là đẹp? Ghê ha, là không ghê. Cười coi. Cười. Có duyên lắm á. Thích hoa hậu thiệt hay chơi? Hoa hậu thì chắc chắn là em nghĩ là ai cũng thích rồi. Nếu mà bảo không thích thì đó là cái sự giả dối. Muốn lấy vợ hoa hậu luôn hả? Các bạn, ôi nếu được là đồng ý liền. Vậy là nói thiệt mà anh Linh nói giỡn. Giỡn nói. Nói thiệt kìa. Nếu được thì lấy và không được thôi. Em không thích cái gì ở người bạn gái? Em không thích là bạn gái là dữ quá, không biết quan tâm tới người khác. Em nghĩ sao nếu mà trong cái sự bất đồng quan điểm cãi vã mà bạn tay lỡ tay tát lại con trai một cái bóp? Chắc là hai người ao luôn. Không, không được. Nếu ai đó tát mình một bên, mình đưa má bên kia tát luôn. Đúng rồi. Chứ ai lại ao luôn. Có tát lại bạn không? Em không bao giờ đánh phụ nữ.
đánh có lợi đâu đánh. Nó ao một cái là bạn ao luôn. Em đi nay có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ có. Dạ em chào các chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, dạ chào khán giả. Là em của chị, mình cảm nhận cái bạn của chị mình được hay không chứ? Theo ý em lúc nào em cũng là chị em cứ quyết định đi. Cái đó để cho chị em có cái khách quan để đánh giá. Nhà trai thì sao bạn? Dạ em có anh bạn đi cùng. Anh với anh thấy bạn gái này như thế nào? 29 gặp 30 là được rồi chị. À quan trọng là hai bạn có tiến tới với nhau hay không thôi. Rồi cảm ơn hai bên đàn trai và đàn gái. Thôi giờ mình kéo màn cho hai người nói chuyện. Không đúng, em thấy cặp này mình không có ý kiến gì nổi đâu anh Linh à. Luật sư, chỉ luật để sư cho hai người này gặp nhau đó. Thôi kéo màn. Chỉ có 2 phút thôi nha, đánh nhanh rút gọn. Mình có bộ hoa trong bạn. Bạn nói trước đi. Không phải, tại vì cái lúc mà đưa ra tiêu chuẩn bạn trai á thì mình có nêu một cái tiêu chuẩn đó là ít nhất cũng phải có khả năng cõng bạn gái lên được 3 tầng lầu á. Cho nên là mình thấy bạn hơi mỏng manh, mình sợ. Như bạn, mình đáp ứng được. Có thể là bình phương lên là 9 tầng. Có nổ quá không? Cõng thử đi. Thử đi. À, ở đây. Thử đi. Có gì đâu ngại. Thử coi nổi không? Đứng đây bạn. Thử lên. Tiêu chí chọn chồng của mình mà. À. Thử lên. Nhào vô nhất, mau lên. Rồi vô. Rồi đi xuống đi lên. Xuống cầu thang đi lên. Đi tới đi lui. Đó. Rồi đi xuống đi lên nha. Thôi, để người ta nghe cái bịch gì đó. Mệt quá rồi. Thôi nói chung cũng được, cũng khỏe. Cũng khỏe. Được không? Dạ khỏe. Rồi vậy được rồi, tiêu chí đầu tiên được. Cảm nhận về nhau đi bạn. Mình thấy bạn cũng xinh, đẹp. Chưa có hậu được chưa? Được, nhưng thi ở trong lòng em là được. Bạn được trước học luật gì? Mình học luật thương mại. Đợt trước ấy là mình thi không đậu. Sau đấy là mình đi nghiệp vụ. Rồi mình mới quay lại học. Ở đây không có chuyện nói chuyện học. Ở đây nó nói chuyện tình yêu. Theo mình ấy, là cái quan niệm về tình yêu là cái sự hy sinh. Đỉnh cao của võ công là tốc độ. Đỉnh cao của tình yêu là đức hy sinh. Được hy sinh cho người mình yêu ấy, đó là cái điều vĩ đại nhất và hạnh phúc nhất. Bạn tức hy sinh gì cho người yêu ta? Nếu mà hai người đã yêu nhau rồi, thứ nhất mình phải nhường nhịn và biết chia sẻ. Bạn biết nấu ăn không? Có, mình biết. Nếu bạn không biết nấu ăn ấy, thì nếu mà hai người thực sự yêu nhau ấy, mình có thể là đầu tư cho bạn một khóa là khoảng 20 triệu cho bạn đi học một bếp trưởng luôn. Nhớ nhà. Tôi tính là chừng nào kết hôn được nè. Bạn tính năm nào kết hôn nè? Từ giờ trở đi năm nào cũng được. Mình đâu có tính chuyện đó đâu. Thì mình cũng đặt ra là khoảng là 2 đến 5 năm nữa. Nếu được ấy, thì mình cũng sẽ cố gắng sớm hơn. Lớn tuổi quá để con khó lắm. Hãy nói một cái điều gì đó cho bạn ấy tin nào. Mỗi người một câu cuối cùng. Nếu mà chúng mình mà đến được với nhau ấy, nếu mà hai người mà có soạn cái nội quy hay là cái gì đấy thì mình sẽ là cái tốt cái điều đấy. Thôi hết giờ. Suy nghĩ đi. Tự quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Hợp mà, vui mà. Hai người này lấy nhau vui lắm. Nào, nãy ẩm rồi, giờ nắm tay cái để mình cảm nhận lần đầu tiên gặp mặt nào. Nói gì nói, chúng ta sẽ có thời gian để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Chúc hai bạn nhiều sức khỏe. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp hình cưới trọn gói tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh trị giá 15 triệu đồng tại tất cả các hệ thống của áo cưới Allen nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Nào, hãy đưa bạn mình đi tìm hiểu đi. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 22h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Quan điểm là em thích cái người vợ em phải là ghen. Phải là ghen đúng không? Đúng rồi, vô mánh luôn. Em nghĩ là có thương mình thì mới có ghen. Ok, rồi Thanh nó già hơn mặt em đó, đừng có lo. Mời nhà trai. Rồi, chào chị trai. Rồi đi em. Xin mời nhà gái.
Đầu tiên là chúc mừng năm mới hai bạn nha. Bây giờ thì hai bạn giới thiệu về mình đi, mời nhà trai. Em tên là Võ Văn Thanh ạ. Năm nay em 31 tuổi, em đến từ Hậu Giang. Hiện tại thì em đang sống và làm việc ở Bình Dương ạ. Và công việc cụ thể em là kiểm tra chất lượng hàng hóa gỗ ạ. Bạn Thanh 31 tuổi, quê Hậu Giang, làm Bình Dương, làm về gỗ. Rồi nghe rồi, tình hình là bên nhà gái chúng tôi đang rất hồi hộp, trái tim đập hình phịch, coi như là thở không nổi bên luôn đây nè. Bên đây tim đập thình thịch, ngứa ngái tùm lum. Chúng đang hồi hộp. Em đừng có lo gì cả, em hết sức là bình tĩnh nha. Đó, em cứ nhìn chị em trả lời nè. Bây giờ em giới thiệu đi, em tên gì, làm ở đâu? Em tên là Nguyễn Kiều Dung, em năm nay 33 tuổi, nghề nghiệp của em là nhân viên kế toán. Em ở thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Dung làm ở quận nào? Dạ, em làm hơi xa, ở Củ Chi rồi ạ. À, Dung làm ở Củ Chi, Dung ở thành phố Hồ Chí Minh. Dung 33 tuổi. Lớn hơn bên đây 2 tuổi. Không có sao, nhất gái hơn 2, gì trai hơn 1, hợp lý luôn. Và ưu điểm, khuyết điểm của bạn trai là gì? Ưu điểm của em là hòa đồng, vui vẻ, và em thích đi giao lưu cùng bạn bè. Rồi, tốt. Cái nhược điểm của em là em hay nhút nhát trong việc quen gái. Nhút nhát trong việc quen gái. Dạ, việc tán gái anh. Tán gái anh. Rồi nhút nhát quá trời của đất gì đó, rồi thấy con gái rung không? Dạ cũng rung. Đó là chắc là lý do mà em mới đăng ký chương trình hôm nay. Mời nhà gái. Dạ, ưu điểm của em là em ngăn nắp, chu đáo, vui vẻ và thân thiện. Em cũng rất là thích nấu ăn. Còn em có nhược điểm gì? Dạ em hơi là rụt rè, hơi trước đám đông. Ai mà tán tỉnh em sợ không? Dạ sợ. Bạn kia sợ tán gái. Dạ. Còn em thì sợ người ta tán mình đúng không? Dạ. Hai bạn này hợp nhau là giọng nói rù rì nè. Ừ, rù rì đó. Bên này cũng nhỏ, bên kia lại càng nhỏ hơn. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình. Ừ, anh mạnh mẽ lên, 2 mối tình. Dạ. Mối tình dài nhất là mấy năm? Dạ 4 năm mấy anh. Trời ơi, dài dữ vậy. Dạ, dài lắm anh. Rồi sao chia tay? Dạ tại vì bên gia đình người đó nói cũng nhà em xa quá anh. Nhà em xa hả? Dạ. Gia đình người đó ở đâu? Ở Cà Mau anh ơi. Cà Mau với Hậu Giang đâu có xa đâu. Dạ nhưng mà cái quan điểm của gia đình người đó là gì đó? Là xa chứ quan điểm em là gần đúng không? Dạ. Rồi cuối cùng ta nói xa rồi bỏ luôn. Dạ nói chung là người ta nói xa người ta không chịu. Dạ không chịu rồi. Rồi thấy thương không? Rồi mối tình kia là bao nhiêu lâu? Dạ mối tình kia em quen không được 6 tháng. Thôi bỏ qua đi, được rồi. Nói chung là bên đây là 2 mối tình. Hai mối tình hiểu nhưng rồi. Mà xa quá, xa mặt cách lòng, bên kia không chịu. Còn bên kia nhà gái là ở đâu vậy ta? Dạ ở quận Tân Bình ạ. Tân Bình, Tân Bình đi Bình Dương cũng gần ha. Nó không đến Cà Mau rồi sợ không sao rồi. Dạ, mình có mấy mối tình rồi mình nói cho bệnh nghe đi cưng. Dạ em có 2 mối tình ạ. 2 mối tình luôn. Dạ. Mối tình đầu tiên là khi năm em 24 tuổi. Ừ. Lúc đó em quen anh đó được 2 năm thì anh đó đi công tác nước ngoài. Rồi, dạ. Cũng là xa mà cách lòng luôn. Dạ dạ. Rồi mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai là gần đây em mới chia tay anh được 1 năm ạ. Được 1 năm rồi, lý do chia tay? Cũng có thể là do em quan tâm anh đó quá mức nên anh đó chán ạ. Nhiều khi không phải chán đâu, nhiều khi là bị kiểm soát nhiều quá cái quan tâm nhiều quá nó ngán á. Trời, con gái xinh đẹp. Dạ. Đàn ông kỳ lắm, không quan tâm thì người ta giống như đói vậy đó. Người ta cứ tò mò đi tới hoài, hướng tới hoài. Còn quan tâm quá, đôi khi ngán đó. Bà đã quan tâm hoài mệt quá. Bị giống như bị kiểm soát. Ừ. Thì thành ra là người ta khó chịu. Dạ. Ha? Đàn ông phải để cho họ đói chút xíu. Dạ. Nhớ chưa? Dạ. Đừng cho nó ăn. Bây giờ em muốn tìm một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Cao từ 1m6 tới 1m7. 1m6 tới 1m7, ngon. Không có bị hói. Không không anh em. Hơi thôi. Bụng không có to lắm. Bụng lép xẹp. Dạ, không hút thuốc. Có không Thanh? Dạ không anh. Không luôn. Nói chung là giờ em đưa ra vấn đề đó, 90+% bên đây đáp ứng nhu cầu rồi đó. Đi ra chị kiểm tra. Trời ơi. Chào cưng. Đàn trai người ta hiền lành chất phác. Em tự nhận là bao nhiêu phần trăm khi mà bạn gái đưa ra cái yêu cầu đó? Nhá cái thì đó là cái chuyện mà cái tính cá thôi. Còn cái chuyện mà bản lĩnh thì cái chuyện quyết định trong cái chuyện tương lai hay là chuyện này công việc sự nghiệp á là rất là bản lĩnh đúng không? Chín chắn hơn chứ. Ok. Vậy 100 luôn. 100 luôn. Rồi vậy bây giờ em có cái yêu cầu bạn gái mình phải như thế nào? Chỉ cần cái người bạn gái là đầu tiên là cái lòng chung thủy là được. Và còn chuyện này kia thì em có thể lo được. Chỉ cần chung thủy thôi. Người ta có quan tâm sâu sát quá thì em có cảm thấy khó chịu không? Dạ, không, em luôn có quan điểm là em thích cái người vợ em phải là ghen. Phải là ghen đúng không? Đúng rồi, vô mánh luôn. Em nghĩ là có thương mình thì mới có ghen. Ok, rồi vậy là rồi em cầu đi. Được cầu được ước thấy. Nữa rồi biết nha cưng. Tôi thấy vậy là được rồi đó.
hỏi ý kiến người thân coi. Hỏi ý kiến người thân đi, tôi thấy á, bạn nam bên đây đi với ai vậy? Dạ, hôm nay em đi với mẹ em và Dượng. À, rồi chào bên gia đình nhà trai, xin mời đại diện có ý kiến ạ. Xin chào chú Quyền Linh ạ, chào cô Hồng Vân ạ. Dạ, chào cô. Xin chào bên nhà gái. Bữa nay tới đây dựng bạn hẹn hò như là thấy bé gái thì tôi cũng dễ. Nhưng là giờ mong cho hai đứa được trăm năm hạnh phúc. Dạ. Là tôi mừng rồi. Rồi. Rồi cảm ơn nhà trai ạ. Em đi với ai? Dạ em đi với mẹ em. À có mẹ nữa, vậy là hai bên đều có mẹ hết. Mời cô. Thì tôi là Thu Nguyễn, là mẹ của cháu Dung. Sau khi mà cũng nghiên cứu cái chương trình này, nó có những điểm rất là hay, cho nên là tôi khuyến khích cháu là tham gia cái chương trình này. Chứ tính cháu rất là gọi là lành tính đó, và rất là nhát. Tôi thấy cháu trai này là được đó, là vì một bên thì nhát gái, một bên thì quan tâm tới người yêu thì là cũng hợp rồi. Cho nên là tôi ok. Dạ con chào bác. Con cảm ơn bác đã có nhận xét về hai đứa con. Con chỉ mong là nếu mà bác thương tụi con thì nếu mà con với Dung có thể hẹn hò và đi đến với nhau á, thì con xin hứa với bác là con sẽ là một chàng rể tốt và là một người thương yêu và chăm sóc cho Dung đến suốt cuộc đời. Trời quá được. Trời ơi hay quá hay. Rồi vậy nè. Rồi cảm ơn cô. Mở rào một cái là phải bản lĩnh lên. Dạ. Nhát ở chỗ nào quá khứ không biết, nhưng mà hiện tại là phải dũng mãnh lên nghe không? Bên cạnh em ha. Ừ. Mạnh mẽ lên. Rồi. Mở nha. Mở rào. Bắt đầu tấn công luôn Thanh. Tới luôn. Quà cáp gì đâu. Dạ. Em có cái món quà muốn tặng cho em. Dạ, một cái lá thư em gửi cho em. Anh đọc cho em xem nào. Thì hãy em để em đọc à. Ờ, gì em đọc. Anh thầm. Dạ. Chào em, anh rất vui và hạnh phúc khi hôm nay được gặp em. Anh mong em được hạnh phúc vào những ngày sắp tới, là hạnh phúc cùng anh. Dạ, cảm ơn. Viết ghê ta. Dạ. Anh có lá thư anh đọc không? Dạ. Giống ngày đi coi mắt hai đứa bối rối. Sao rút ra? Cái gì sao quần sao quần. Rút ra mà rút không được. Ừ, cứ rút ra rút vô hoài. Rồi đó. Duyên do trời định, phận do trời tạo, nhưng hạnh phúc là do chính bản thân mình tạo ra. Cảm ơn anh đã xuất hiện và mang hạnh phúc cho em. Ok. Cảm ơn người ta tặng quà cho. Quà là gì vậy cơ anh Thanh? Dạ món quà là cái món ăn nha chị. Món này ăn để lúc nào anh cũng nhớ tới bữa ăn gia đình. À chắc là hiểu rồi. Đúng rồi, em rất là thích nấu ăn ạ. Nghĩa là cô muốn là bữa ăn gia đình là lúc nào anh cũng phải nhớ tới. À. Mà sở dĩ tôi ra đây tôi thấy cái món này là món tủ của ông á. Anh ăn thử liền coi ngon không? Thử đi, còn nhiêu giờ giao qua đây. Anh dùng thử. Ừ. Đút bên kia người ta ăn trước. Cứ tự làm đó đúng không? Dạ đúng rồi. Cứ ông Quyền Linh ông kiểm định. Rồi đó mình hốt của về đi. Còn nhiêu giao để đây thử cho. Gì vậy Thanh? Dạ. Gì vậy? Dạ không biết gì nên. Hả? Không nhận ra luôn trời ơi. Ăn mà không biết gì luôn. Em không nhận ra nó vậy. Cái này là cái gì vậy? Dạ nhưng mà ngon anh. Mà cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Dạ là biết là cái món ăn. Mà em không nhận ra món gì. Không biết món gì luôn hả? Dạ. Cái này là gì biết không? Dạ vậy em đút cho anh ăn đi. Hả? Ôi ăn đi để tự ăn cho anh đút hết mất cỡ lắm. Đút có miếng ăn tự ăn nguyên luôn. Anh ơi kệ ổng đi. Cái này á ta gọi là kim bắp. Dạ, đúng. Là Korea Hàn Quốc á. Này ăn với kim chi ha. Kim bắp ăn với kim chi. Ngồi nổi kim luôn á. Thôi hai đứa nói chuyện đi. Anh lo nói chuyện đi nè. Nói chuyện lên vô đây mình ăn chút mình ra. Đi kệ ổng đi. Ngồi đây ăn mất cỡ lắm. Để vô thử rồi biết báo kết quả thôi. Em vô ghê được gặp em á. Mà anh nhìn là em xinh hơn cái tưởng tượng của anh từ lúc. À anh ơi, anh nhỏ hơn em tới 2 tuổi luôn rồi. Đúng rồi. Cái điều đó có ảnh hưởng gì không ạ? Không, anh không quan trọng gì đó em. Nè cái mặt Thanh nó già hơn mặt em đó, đừng có lo. Một tuần mình gặp nhau được mấy lần hả anh? Khoảng 1 lần được không em? 1 lần có ít quá không anh? Anh nói chung là tối đa là 1 lần, nếu mà tối thiểu tối thiểu là 1 lần. Tối thiểu là 1 lần, nhưng mà anh sẽ tranh thủ tối đa nhất có thể là
rảnh thì anh sẽ qua thăm em đó, lúc đó. Em đi làm ở Củ Chi hơi xa, khi kiểu như là em chẳng mà em bị bệnh á, thì anh có sẵn lòng mà lên để chở em đi khám bệnh không ạ? Điều đó là tất nhiên rồi em. Có thể là đi gấp không không? Câu đó hay á, điều đó là dĩ nhiên rồi. Dạ, đó là hiểu, cái chuyện đó là vào bản năng rồi. Cưng đừng lo chuyện đó. Anh có chia sẻ việc nhà được việc gì với em không ạ? Vợ nấu ăn thì chồng phải rửa bát hay là giặt giũ này kia, chung là vợ chồng xúm xích nhau làm thì xong công việc thì cùng nhau ăn cơm rồi nghỉ ngơi đó. Chứ anh không thích về cứ nằm bấm điện thoại hay là cứ mọi công việc cứ để cho vợ làm không thì thấy vậy nó không có công bằng. Dạ. Thấy gì tội với người vợ không lắm. Thành, dạ. Bước tới nắm tay Dung ha, giao lưu văn nghệ cái nào. Bước tới mạnh dạn lên, nắm hai tay Dung nha, nhìn thẳng vào đôi mắt, nhìn thẳng vào Dung kìa, đó mạnh dạn lên. Thì hôm nay đến đây thì anh cũng tặng cho em và chương trình một đoạn nhạc không. Chẳng qua là duyên số anh và em có nợ nhau thôi. Cảm ơn ông trời cao đã cho đôi mình thương nhau lúc nào. Anh ở thành đô ngựa xe, chẳng ngán biết bao nhiêu dối lừa. Khi anh về đây mới thấy thương em dãi dầu nắng mưa. Dạm hết ạ. Đủ rồi. Cái câu đó là đủ rồi. Bây giờ cảm xúc của Thanh thế nào? Thanh cứ nói hết, rút ruột rút gan rồi mà nói với Thơ với Dung đi Thanh. Thì hôm nay lần gặp đầu tiên thì anh cũng có cảm tình. Hai ta cần một cơ hội để tìm hiểu và đi tình cảm tiến sâu hơn nữa. Được đó, rồi trở về vị trí cũ đi. Và bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn trẻ. Nếu mà thích là bấm để luôn vô đó, đúng rồi, bấm luôn. Thích là bấm luôn. Bấm luôn đi, hai đứa thấy mà tới rồi là bấm luôn. Ừ. Rồi xong một lượt luôn á. Bấm chưa? Bấm rồi. Rồi, bấm rồi. Anh nói là hai đứa nắm tay nhau đi. Bây giờ trước mặt của mẹ của Dung ha. Dạ. Trước mặt mẹ của mình. Dạ. Rồi bây giờ mình nói với người lớn nha, người lớn gì đi. Xin chào bác. Con sẽ tìm hiểu ảnh và cố gắng sẽ trở thành người con dâu tốt trong tương lai. Rồi bây giờ bà Xui nè, hai bà Xui đứng lên bắt tay nhau đó. Cầm micro bà Xui, nhà trai nói gì, nhà gái nói gì bà, nhà trai đi. Đầu năm thôi, mình chúc năm mới rồi nói gì đi. Cho tới đây thì cũng như là gặp người chị Xui đi. Chị Xui đi. Dạ, mình chúc cho hai con được trăm năm hạnh phúc là mình là cha mẹ mình mừng rồi. Chị nói gì đi chị? Dạ, trong quá trình hai cháu tìm hiểu đó thì hai bên mình có thể hỗ trợ. Mình là rất là thích cháu. Rồi, đó hai bà Xui ôm nhau cái. Đẹp quá. Bây giờ xin mẹ Dung cho làm thủ tục cái coi. Dạ, dạ, hiểu rồi. Em hiểu rồi. À, cũng trong có... Hôm nay con đến chương trình này lần đầu tiên con gặp gia đình bác gái. Dạ, Dung. Thì con xin phép cho gái cho con được hôn Dung được cái hôn đầu tiên ạ. À. Trật đầu rồi. Dạ. Vì anh bé Minh cho anh hôn em. Đúng. Ngon lành. Nhớ nha, hôm nay cố gắng tìm hiểu nhau. Yeah. Càng sớm càng tốt nha. Yeah. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Toshiba Việt Nam gửi tặng hai bạn mỗi bạn một chiếc máy lọc không khí CAF N30 diệt khuẩn và khử mùi bằng ion âm, loại bỏ bụi mịn PM2.5 đến 95%. Rồi cảm ơn hai đứa nhiều. Chúc cho hai đứa sẽ gặp thật nhiều may mắn, năm mới thành công và hạnh phúc nha. Yeah. Rồi, chúc mừng hai đứa nha. Hãy dắt tay nhau đi đến những nơi nào muốn. Nhớ bảo vệ Dung nha Thanh. Như vậy là chúng ta đã có một cặp đôi đồng ý hẹn hò với nhau. Mình là mở màn đầu năm may mắn đó nghe Linh. Rất là dễ thương luôn. Bây giờ ta sẽ tiếp tục cặp đôi thứ hai.
Dạ, muốn bạn nam thì phải cao hơn con là tầm chiều cao khoảng tầm 1m7 trở lên. Ví dụ giờ mét mà thấp hơn. 1m65. 65. 65. Ô, 65 năm phân nó là cái gì? 1m65 rất cao nè, đây 1m65 nè. Được chưa? Mời nhà trai. Rồi, chào trai. Rồi, xin mời nhà gái. Bây giờ hai chúng ta chỉ cách nhau có cái hàng rào thôi ha. Mời nhà trai giới thiệu về mình lớn lên cho bên kia nghe luôn nha. Dạ. Lời nói đầu tiên xin gửi lời chào tới anh Quyền Linh. Chào em. Chị Hồng Vân và toàn bộ khán giả trong trường quay. Nhân dịp năm mới thì em xin chúc tất cả mọi người năm mới an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hết. Em tên là gì? Em xin tự giới thiệu, em là Phan Vũ Toàn. Năm 1995, quê là ở Phan Thiết, Bình Thuận. Em hiện tại đang làm ở bộ phận IT, phòng an ninh khu đô thị Vinhome Central Park, Bình Thạnh, Tân Cảng. Mời nhà gái. Rồi, mình nói lớn lên đi cưng. Dạ, dạ, con chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh, chào quý khán giả ở trong trường quay ngày hôm nay. Thì nhân dịp đầu năm mới thì con xin chúc cho tất cả mọi người là vạn sự như ý, phát tài phát lộc. Con tên là Huỳnh Thị Thanh Tuyền, năm nay 28 tuổi. Hiện tại thì đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh và đang là giáo viên mầm non ạ. À, giáo viên mầm non rồi. Là tiền ở quận mấy ạ? À? Để mạnh điểm yếu của nhà gái thế nào? Không, để cho con ở quận mấy, có gần bạn kia không? Ở quận Bình Tân. Bình Tân là có gần với bạn bên đó không? Bình Tân với Bình Thạnh là nó khác cách nhau chữ Bình thôi. Cũng sát bên à. Rồi ổng hỏi mình kìa, cưng Tuyền. Điểm mạnh điểm yếu của mình sao nè? Dạ, điểm mạnh là con biết nấu ăn, chu đáo, gọn gàng, sạch sẽ, cũng biết hát chút chút. Biết hát. Rồi còn điểm yếu? Điểm yếu là dễ nổi nóng và lúc mà nóng giận thì hay hét. Hay hét lên. Dạ. Có đập đồ không? Dạ cũng đôi lúc. Có đôi lúc hả? Thôi. Nhưng mà cũng không có đập cái gì quan trọng lắm đâu. Nghĩa hả? Đập gối, đập mền rồi ha. Dạ. Thôi gì cũng được. Thôi, nhà trai. Điểm mạnh của em là làm việc độc lập, chịu áp lực, nấu ăn rồi được. Còn điểm yếu là nóng tính. Cũng nóng tính nữa hả? Dạ. Hay khó chịu người xung quanh lúc mà có việc gì căng thẳng. Trời ơi, có đập đồ không? Khi mà nóng thì không đập, nhưng mà kiểu như là bỏ đi hay là né đi. Dạ. Hai người bên kia đập, bên đây bỏ đi. Trời ơi, ông xui ra tôi với ông đứng nói chuyện cái coi. Sao sao? Vụ đập đồ bỏ đi nè. Bên đây là bỏ đi. Đây có đập đồ. Em hãy nói cho bà mối biết em có mấy mối tình rồi. Em thì có hai mối tình. Tình đầu tiên thì bạn đó thì nhỏ, cũng 7 tuổi. Thì cũng chung tỉnh luôn. Thì quen rồi cũng dẫn về nhà chơi rồi vậy. Nhưng mà thời gian sau thì không biết sao bạn đó lại có chồng luôn. Làm cái rèn luôn. Em cũng không biết luôn, ngỡ ngàng luôn. Chắc mình đối xử với ta sao mình không quan tâm chăm sóc thì sao chứ. Chắc thời gian nó ít cái thời gian quá. Thấy chưa, không chăm sóc mà. Rồi giờ mối tình thứ nhì. Mối tình thứ hai thì nói chung bạn nó cũng lớn hơn tầm 3 đến 4 tuổi. Quen thời gian thì cũng tìm hiểu rồi, cũng bạn nó thì có vẻ hối quá, phải tiến tới rồi liên tục, nhưng mà em thì vẫn còn đi làm mà vẫn còn lo công việc rồi nhiều. Hai đứa thì cũng không có đồng quan điểm nhiều cho nên là không tìm lại được tiếng nói chung trong việc hôn nhân, đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái thời điểm này là em đã nghĩ đến chuyện hôn nhân rồi đúng không? Dạ, có. Hồi đó là nhỏ quá, chưa có nghĩ tới đúng không? Mới định. Bây giờ ta hối mà bỏ, ta bỏ luôn á. Bây giờ bước chân lên cái gọi là cái bạn muốn hẹn hò này đã xác nhận rồi, đã xác định rồi. Sẵn sàng rồi. Ok. Ông cũng muốn hỏi gì nhà gái tôi không? Sẵn sàng rồi đó. Ông cũng muốn hỏi có muốn phai đao về những tình duyên của nhà gái tôi không? Có chứ. Hỏi đi. Qua tôi coi mắt nhà gái coi chứ. Nhà gái tôi đây. Mặc xinh áo nổi quá ha. Có đồng điếu. Đồng điếu quá ha. Mùa xuân mà gặp cô này cười là thấy xương, giàu rồi. Cười rất là tươi luôn. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, có hai mối tình. Hai mối luôn. Dạ. Mối tình thứ nhất thì năm 19 tuổi thì quen được 4 năm. Trời ơi, 19 tuổi mà quen 4 năm luôn á hả? Mình năm 17 cũng vậy. Dạ, tại lúc đó cũng chưa muốn lập gia đình sớm á, là bạn kia cũng hối. Giận luôn, bỏ lấy vợ luôn. Dạ, bỏ lấy vợ. Thì đó, xem rồi coi mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai thì con cũng quen được 2 năm. Nhưng mà do bạn đó lăng nhăng quá. Lăng nhăng quá, bỏ luôn. Dạ. Bây giờ muốn
một cái người mới nó như thế nào nè? Dạ, muốn bạn nam thì phải cao hơn con là tầm chiều cao khoảng tầm 1m7 trở lên. Ví dụ giờ mét mà thấp hơn. 1m65. 65. 65, 65 5 phân nó không là cái gì. 1m65 rất cao nè, đây 1m65 nè. Được chưa? Con không thích điều gì ở đàn ông nè, con ghét nhất điều gì ở đàn ông? Dạ, lăng nhăng. Lăng nhăng. Dạ. Bây giờ đó, mà gái ta nói vậy coi, mình nhắm mình đáp ứng nhu cầu được bao nhiêu vậy? Mình có lăng nhăng không nè? Bây giờ nói một tiếng một thiệt lớn cho bạn gái yên tâm là mình có lăng nhăng không? Em cũng bình thường, không lăng nhăng gì hết. Nhưng mà thương ai thì thương một người thôi. Rồi vậy bây giờ còn cưng thì sao? Cưng muốn cái mẫu người bạn gái của mình sao nè? Mẫu người của em thì cao trên 1m55. Đặc biệt là có nụ cười xinh chứ, tỏ nắng. Đồng điếu nha. Đồng răng điếu. Khển thì... Răng okay. Khển hả? Thích răng cười, có răng khển không? Là cười. Không thì... khển mà chỉ có đồng điếu thôi được không? Được. Cười vô là thấy có tiền rồi đó. Rồi thấy tôi thấy là nó cũng tương thích rồi đó, cũng có sự tương thích. Em đi lại bạn đi lính chung. À bạn hả? Mời bạn có vài ý kiến coi nào. Dạ con chào chú Huyền Linh, con chào cô Hồng Vân. Cưng. Dạ con là bạn của Toàn. À. Hôm nay con tới đây là con để giúp Toàn tìm được một người bạn gái. Thì Toàn ơi, bạn gái này thì nụ cười thì cực kỳ đẹp. Rất hợp với lại cái tiêu chí của Toàn đưa ra, thì bạn gái này cũng xinh xắn, dễ thương. Tài thì thấy hợp lắm á nha. Thì có thể tiến tới. Tài cũng cảm ơn. Tài có bồ chưa Tài? Dạ con thì cũng giống Toàn. Vậy hả? Hẹn con năm sau nha. Dạ. Đó, ngồi chỗ của... đây ngồi luôn nha Tài. Chỗ dạ. Của Toàn luôn. Tài dạ, với Toàn nhau là hợp đó. Dạ. Mời nhà gái. Đúng rồi, bên em đi với ai? Dạ đi với anh chị của em. Giúp con. Anh chào anh Quyền Linh, chào chị Hùng Vân, chào bên họ nhà trai và chào tất cả mọi người có mặt trong trường quay hôm nay. Em cũng xin nhận xét tí về bé Tiền. Bé Tiền thì tính thì có hiếu, tự lập từ nhỏ luôn. Và có cái là hơi kỹ tính. Bên trai nhắm chịu nổi không? Sạch sẽ đúng không? Sạch sẽ, ngăn nắp gọn nhà. Hơi gọn chị. Tốt mà. Chị nhìn em là chị thấy đôi giày em trắng vậy, cái áo em trắng vậy là chị với em cũng kỹ lắm. Thích những người kỹ lắm, cho nên là chắc là hợp. Yên tâm ha. Thì bên đây anh nhận xét thì Toàn thì nói chung về ngoại hình thì cũng ok, nói chung cũng đẹp, chắc là có thể đẹp hơn anh. Anh vừa nói quá. Anh trai tiền có duyên á. Thì cũng hy vọng chang, là hai anh em đi chang nhau hả? Hai người sẽ cho nhau cái cơ hội để mình tìm hiểu. Với lại cũng mình muốn hỏi Toàn á, là ví dụ như bây giờ Toàn có một mối tình đầu là Toàn nói là chưa sẵn sàng để kết hôn, thì nay Toàn đến với chương trình này, mình có sẵn sàng chưa? Hay là nếu mà muốn kết hôn thì khoảng thời gian là bao lâu? Cái thời điểm này là em cũng đang sẵn sàng mới tham gia chương trình. Có thể là sau chương trình này thì sẽ cần thời gian nữa. Thì nếu mà hợp luôn á thì em sẽ tiến tới luôn. Con cảm ơn. Rồi. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Bắt đầu đi Toàn. Đứng lên anh nhận quà đi. Xong mình tặng quà của mình. Chào em. Dạ anh. Có món quà gửi. Dạ em cảm ơn. Anh có chuẩn quà, anh có chuẩn bị một cái vòng đeo tay. Dạ. Đeo vậy. Đeo luôn đi. Đưa bông đưa chị cầm cho. Trời. Chiếc vòng cầu hôn nè. Nhận đeo là chấp nhận lời cầu hôn của người ta đó. Dạ. Chu đáo em chưa? Cũng có chuẩn bị chiếc vòng luôn rồi đó. Rồi anh cảm ơn. Mở ra luôn. Ví đúng không? Dạ. Thì anh có lời này nói vậy nè. Anh thì thích có cái câu là chỉ cần có lý do thôi. Nếu mà có lý do thì đi đâu cũng được và sẽ lâu dài hơn. Dạ. Thì anh tới đây thì anh cũng hát được, thì anh có bài hát gửi chương trình với lại em. Yeah. nhìn tùy hát kìa, tặng cho người ta nhìn người ta hát kìa đó. Có ký ức nào đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu, có đắng cay nào bằng em vội vàng qua mau, người đàn ông đang đi bên em
làng ơi như thế nào? Sợ người ta không yêu thương em, anh biết phải làm sao? Nếu một ngày người em yêu bồi bàn, em đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em dấu muộn màng. Biết em thương người ấy đã rất nhiều, anh hỏi lòng anh có bao nhiêu. Trái tim em giờ đã quen nuông chiều, xin đừng quên ta đã từng yêu. Hay quá, sao hay vậy? Hát quá hay luôn, trời ơi. Mà em hát lại cho anh nghe, nếu mà hát được thì... Đúng rồi. Dạ, dạ, con xin hát một bài, một đoạn ở trong ca khúc Miền Tây Quê Tôi. Okay. Dạ. Ghé bên Ninh Kiều qua cầu Cần Thơ, nối vui đôi bờ sông Hậu Giang, sóng trăng đón chờ nghe lời rao, cô nàng bán bánh ngon mua giùm em bánh mía dúng thơm. Trời đất ơi, hay, đứa nào hát cũng hay nha. Về chỗ đi cưng, tập về, về xong ca là tập bài đi, hát được đó. Hay quá, tới ngày đám cưới hai đứa hát luôn. Anh có cái hỏi cái này cái là yeah. Tại vì thời gian đi làm anh thì cũng kiểu bận nhiều, cũng áp lực công việc nữa, thì nếu mà đi chơi thì em có thể sắp xếp công việc để đi chơi không? Ý là đi chơi vào dịp ngày nào cuối tuần hay là sao? Ý là em có yêu cầu là phải cuối tuần hay là như thế nào không thì anh mới biết. Em thì nếu nói chung là nếu quen nhau thì cuối tuần hẹn hò hay là những ngày lễ thì nó tốt hơn. À. Nhưng mà nếu mà bận quá thì có thể sắp xếp những ngày trong tuần cũng được. Tại vì công việc của em chỉ bận ban ngày thôi, buổi tối cũng rảnh. Quan điểm về hôn nhân gia đình của hai bạn thế nào, trao đổi với nhau nghe luôn. Anh thì thích, tại vì mẹ anh cũng khó tính á, thì không biết là em có, đối với mẹ anh thì em có hài hòa được không, kiểu như đối nhân xử thế. Cái vấn đề đó thì được à, mà giống như là mẹ thương người lớn thương mình thì mình cũng sẽ thương lại. Rồi, em cảm ơn. Em có dự định gì nếu mà sau chương trình này thì em có muốn là tiến xa hơn hay như thế nào không? Thì nếu mà mình tìm hiểu hợp với nhau á thì mình có thể tiến xa hơn. Vì em cũng đã đến tuổi rồi, gia đình em cũng muốn em lập gia đình sớm. Anh có muốn dự định là khi nào lập gia đình không? Qua Tết thì sẽ chắc chắn sẽ có kết quả sớm. Mà nhà cũng ráng tranh thủ rồi chứ. Dạ. Yeah. Gấp rút. Em trai, em hãy đến nói chuyện với em gái xem bây giờ trái tim mình nó thổn thức thế nào, nó có rung động hay không, rồi là em với trong mắt em bạn gái là như thế nào. Nào hãy nói những cái gì mà mình đang suy nghĩ đấy, nắm hai tay cho em xin là gia đình, là em xin cầm tay. Trời, thấy không, nó dễ thương không, hai tay luôn nào. Đó, nhìn thẳng mắt bạn gái, đừng có nhìn đâu xa hết, nhìn đúng trọng tâm cũng luôn. Lên chương trình thì anh cũng run nhưng mà anh sẽ lấy hết can đảm mà anh sẽ nói. Lúc đầu nhìn em thì dễ thương. Cảm ơn anh. Thì đã gây ấn tượng. Và anh thì giờ chỉ còn lý do thôi. Có lý do thì sao cũng được. Nên hôm nay em chắc là lý do lớn nhất rồi. Yeah. Thì anh mong thì sẽ đi xa hơn. Cảm ơn. Bây giờ trái tim sao rồi? Anh thấy bạn đó cười mà tỏ nắng quá. Tỏ nắng quá hả? Còn tim em sao rồi? Tim em cũng rớt ra ngoài. Cũng rớt ra ngoài. Em có thích người đối diện không? Dạ đương nhiên rồi. Đương nhiên đó. Còn bạn gái thấy trong lòng mình sao rồi? Dạ em hồi hộp. Hồi hộp hả? Dạ. Em thích cái gì? Hỏi bạn gái là em thích nhất cái gì trên khuôn mặt của bạn trai? Dạ mũi ạ. Mũi, lỗ mũi. Vậy đó hả? Thích sống mũi hả? Sao vậy? Sao vậy? Tính vô cớ hả? Là như thế nào? Sao vậy? Tại sao lại thích sống mũi? Dạ, nói cho bạn nghe. Tại nhìn vô thì thấy nhìn gương mặt thì mũi là thấy thích nhất. Cao nhất, dễ nhìn, dễ nhất. Dạ. Hay ha. Linh biết tại sao tôi hỏi gì không? Sao? Ngộ lắm. Bởi vì cảm nhận mỗi người mỗi khác nhau. Ví dụ tôi nhìn cái bạn đó là tôi gọi là tôi ấn tượng cái cặp chân mày, tôi nói ví dụ vậy. Nhưng mà bạn này lại khác. Rồi có bạn lại thích cái miệng. Giống như đúng là rồi. Tôi nhìn Linh là tôi ấn tượng cặp chân mày. Kỳ vậy đó.
Tôi nhìn tôi thích có một rùi à. Cũng vậy đó. Bây giờ thấy cảm giác bàn tay ấm áp không? Dạ có. Mềm. Mềm nữa. Hạnh phúc không? Dạ có. Rồi vậy về ghế bấm nút thôi. Đúng rồi. Còn chân chơi gì nữa. Đã đến giờ phút chúng ta đưa ra quyết định từ trái tim của mình. Sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định bấm nút hay không bấm nút là quyền của các bạn. Không cần đếm, bấm cũng được luôn. Không có phạm luật nha. 2 3. Hết thời gian. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Đó, theo họ rất là nhẹ nhàng, gần như quen nhau từ bao giờ rồi đó. Xin ba. Em xin ba có gì hôm nay em dẫn bé với lại cả gia đình đi đi ăn hay đi đâu đó. Đi ăn mời mời luôn. Nhưng mà trước đó là xin anh ba cho em hôn má của tiền chút xíu. Em xin phép gia đình với lại anh cho hôn tiền. Thể hiện tình cảm. Xinh quá dễ thương. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Toshiba Việt Nam gửi tặng hai bạn mỗi bạn một chiếc máy lọc không khí CAF N30 diệt khuẩn và khử mùi bằng ion âm, loại bỏ bụi mịn PM2.5 đến 95%. Chúc các bạn hạnh phúc. Chào tạm biệt nha. Khi nào mà có tin vui nhớ báo chương trình nha. Dạ. Rồi. Nào, nắm tay bạn gái, chiều nhau đi khắp mọi nẻo đường. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn Toshiba Việt Nam đã tài trợ chính cho chương trình. Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn xem bạn muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình NetClub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem bạn muốn hẹn hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Bây giờ Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt. Chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng, tràn đầy niềm vui. Chắc em không có biết điểm quá. Em từ miền Tây mà lên thì anh Sáu ra thì em chưa có chính tình chính thức nào hết. Em chỉ có thầm thương trộm nhớ thôi. Nói chung là đừng có ép buộc làm gì hết á. Ai thích gì làm đó, nhưng mà ý kiến nhau thôi chứ đừng có ép buộc. Biết nấu ăn, biết chăm sóc cho gia đình. Em hơi nhút nhát, thiếu tự tin trước đám đông. Dạ em cũng giống như bên kia. Thì tính tình của em rất hiền, siêng năng, học bác, mà cũng rụt rè trước đám đông. Anh đừng có ngại nữa, nếu mà anh sợ chiều cao thì em sẽ bỏ giày ra. Mong em mở rộng tư duy cho anh cơ hội để được làm chồng em. Chương trình bạn muốn hẹn hò được phát sóng vào lúc 15:20 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.